mỗi ngày. Gia vịt răng, thịt vịt thơm mềm, đậm đà hương xả, nước om chua chua cay cay vị me và ớt, vịt om tương me, ngon cồn bao tử. Kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hành tây cắt cỡ 2 cm nha bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, ớt cắt lát mình bỏ vô nước tương rồi mình chấm. Dạ rồi. Rồi, rau nêm mình cắt nhỏ nha. Đúng rồi, đó. Rồi, xả bây giờ chúng ta sẽ đập dập vô 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 thôi. Rồi, sau đó chúng ta cắt khúc xéo ha, khoảng chừng 5 cm. Cách chúng ta xử lý thịt vịt chúng ta cũng biết rồi, dùng gừng giã nhuyễn nè, rồi tí xíu muối, tí xíu rượu trắng, chúng ta sát cái phần da vịt. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần quan trọng là phần ướp thịt vịt. Thì đầu tiên đậu băm 1 muỗng canh nha các bạn, 1 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh sả băm, ớt sừng nửa muỗng cà phê, 1 muỗng canh hạt nêm Ajinomoto gà, 1 muỗng canh đường chúng ta cho vào đây, nửa cốt me chén nhỏ khoảng 1 chén ha. Ở đây tương hộp á mình xay cho nhuyễn khoảng cũng nửa chén luôn chúng ta cho vào. Đây là những nguyên liệu tạo nên cái mùi vị đặc biệt của món ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước tương Phước Sĩ các bạn. Và cuối cùng chúng ta cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu điều cho màu sắc nó tươi tắn hơn. Chúng ta ướp cũng khoảng độ chừng 15 phút thôi. Thưa các bạn, chúng ta nên tùy theo độ mặn ngọt của tương hộp mà chúng ta có điều chỉnh cái lượng gia vị để cho món ăn chúng ta vừa vị hơn nha các bạn. Chúng ta cho lượng dầu điều còn lại vô. Để cho dầu nóng tí. Chúng ta cho sả nè, hành tím băm một khoảng 1 muỗng canh ha, tỏi băm xào cho thơm lên. Đó. Chúng ta thấy hành tỏi nó vừa khô lại như vậy và nó dậy mùi thơm. Dạ. Rồi chúng ta cho vịt vào xào sang. Đó. Để lửa thật là lớn ha anh Vũ hả? Đúng vậy, để cho thịt vịt được săn nhanh, không bị ra nước. Và thưa các bạn, nếu như chúng ta lỡ mua thịt vịt mà có phần mỡ nhiều thì trước khi chúng ta ướp gia vị thì chúng ta nên chiên cái phần da trên chảo cho được vàng và mỡ được tươm ra. Như vậy thì món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn, gia vịt sẽ săn hơn rất là nhiều nha các bạn. Miếng thịt vịt vừa săn như vậy chúng ta sẽ cho nước dừa vào các bạn, dừa xăm sắp thôi. Nếu mà lỡ nó bị thiếu có thể cho thêm một xíu nước lạnh cũng không sao. Khi chúng ta ôm chúng ta nhớ đậy rắp để thịt không bị mất nước và thịt được chín mềm từ trong ra ngoài nha các bạn. Rồi bây giờ nữa để cho hành tây vào, tăng lửa lên xíu cho hành tây vừa chín là xong. Hiện tại bây giờ thì đang đứng trong gian bếp của Món Ngon Mỗi Ngày mà Kim Thảo thấy là mùi thơm rất là hấp dẫn, xanh xanh đỏ đỏ của ớt này kia. Thưa các bạn, món này sẽ kết hợp cùng với lại nộm hoa chuối hải sản là sự kết hợp tuyệt vời luôn các bạn. Nước om chua chua cay cay vị me và ớt hòa cùng vị thơm béo của đậu phộng, ngon cồn bao tử.